Bạn có biết 99% con người đang uống nước sai cách? Loài động vật uống nước đúng cách nhất là loài chó. Chúng ta nên uống nước như loài chó. Tôi đùa thôi, các bạn không làm theo đấy chứ. Để uống nước đúng cách, chúng ta cần sử dụng một cái ống hút. Tiếp theo, chúng ta sẽ hút nước bằng mũi. Chôn Việt Nam. Thôi, không đùa nữa. Lần này là thật này, bịt một đầu ống hút để tạo áp suất giữ nước trong ống, sau đó đưa lên miệng uống. Nếu tới bước này mà bạn vẫn làm theo thì xin chúc mừng. IQ của bạn chắc chắn dưới 2 chữ số. Tiên sư thằng dẫn chương trình này, bạn đang vô cùng tức giận có phải không? Còn phải hỏi à? Đừng lo, bởi vì đã có trà San Koji, hương vị thanh mát, giải nhiệt tức thì, hạ nhiệt hoàn hảo. Mày lại còn tranh thủ quảng cáo nữa. Có phải bạn đang rất muốn đập TV không? Mày đoán đúng rồi đấy, đập luôn đi bạn ơi. Bởi vì chúng ta đã có máy chiếu mini thiết kế nhỏ gọn dễ dàng mang theo. Mẹ cha mày. Phan, từ từ đã. Hình ảnh sắc nét âm thanh sống động giải trí lên. Được rồi các cậu, chỉ là cơn bão cấp 101 thôi mà, không vấn đề gì đâu. Các cậu ơi, tớ đói quá. Được rồi, chúng ta sẽ đi săn khủng long trong bữa trưa. Chúng ta chỉ cần vượt qua 18 hang núi lửa và đi 200 cây số nữa là đến trường rồi. Các cậu ơi, chúng ta chỉ còn cách trường học 69 dãy núi và 96 quả đồi thôi. Chỉ cần băng qua 17 đầm lầy cá sấu nữa là đến trường rồi. Hôm nay chúng ta sẽ thi cuối kỳ. Đề thi được giấu trong bụng của rồng thần. Các em chỉ cần tìm đủ 7 viên ngọc rồng là sẽ có đề thi. Ui giời ơi, hôm nay lười lái xe thế nhở? Đặt xe ôm vậy. Thôi, đặt taxi luôn đi. Ủa, Yosan, chị đang nấu gì ạ? Chị sẽ làm thử món súp rau củ kiểu Ý. Ủa rồi chị mua gì tùm lum hết vậy? Cái quần què gì đây? Tôi xin lỗi. Thôi, giờ chị gọt khoai tây đi. Được. Trời ơi, chị máu me tùm lum hết vậy? Tại vũ khí này khó sử dụng quá cho nên tôi mới. Nè, chị sắc thịt đi, sắc miếng ra nha. Dùng dao là sở trường của tôi. Ủa, chị tính cạnh tranh với mấy cô bán hủ tiếu hay gì? Tôi xin lỗi. Thôi, chị sắc rau đi nè. Yo Sama, cái thớt của tôi. Anh thật xin lỗi, tôi sẽ đền cho em cái khác. Alo, nhà Frogger xin nghe. Quay rước bà vợ ông về chứ bả phá banh nhà tôi rồi. Được, cảm ơn anh đã gọi. Rồi, tạm thời thì thành phẩm đầu tiên đã ra lò. Con vẹt thông minh. Cúc cu, con vẹt nào thông minh nhất thế giới? Có phải mày không? Đúng rồi, đúng rồi. Ủa? Anh ơi, cho tôi hỏi tí. Con vẹt này anh có bán không? Tôi đã nuôi nó lâu rồi nên cũng không nỡ bán. Anh dạy nó nói hả? Vâng, anh có thể nói chuyện với nó. Mày biết nói đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ôi, anh bán cho tôi con vẹt này đi. Bao nhiêu tôi cũng trả. Cú, ai là người đẹp trai nhất thế giới? Có phải tao không? Đúng rồi, đúng rồi. Mày không những biết nói mà còn rất thông minh. Mày thích ăn gì để tao mua? Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, lão kia chưa dạy nó cái này à? Tóc tao màu gì? Đúng rồi, đúng rồi. Mày thử nói sai rồi xem nào. Đúng rồi, đúng rồi. Ui giời ơi, thì ra nó chỉ biết nói mỗi câu đúng rồi. Tao thật ngu khi mua mày về. Đúng rồi, đúng rồi. Bố ơi, sao con thấy bố suốt ngày ở nhà chả làm gì? Mà nhà mình giàu thế hả bố? Con trai, để bố kể cho con nghe một câu chuyện. Đó là vào đầu những năm 2000, mọi thứ rất khó khăn. Khi ấy, bố chỉ còn 2000 trong túi, không đủ mua một cái bánh mì. Số tiền ấy, bố chỉ mua được một miếng cao su của cô đồng nát. Từ miếng cao su ấy, bố đã làm thành một đôi dép cao su và bán với giá 4000. Sau đó, bố lại mua tiếp 2 miếng cao su nữa và làm thành 2 đôi dép để bán với giá 8000. Quả nhiên là vậy. Con xin lỗi vì đã hiểu lầm bố. Cứ tiếp tục làm trong 2 tuần, cuối cùng bố đã có được 100000. Sau đó, ông ngoại con qua đời, để lại cho bố mẹ 10 tỷ. Hãy tôn trọng tủ lạnh. Ờ bạn ơi, cho tôi hỏi. Dạ, có chuyện gì vậy anh? Cái tủ lạnh này sao lại không mở được nhờ? À, đây là loại tủ lạnh thông minh. Anh phải giao tiếp với nó. Hiện đại vậy sao? Mở ra đi. Sai mật khẩu. Mật khẩu là gì nữa? Đồ hiện đại nó vậy đấy ạ. Anh thử nói vừng ơi mở ra xem nào. Vừng ơi mở ra. Sai mật khẩu. Anh nghĩ ai sẽ bỏ tiền ra mua cái tủ lạnh ngu ngốc như thế này? Có lẽ anh không nên ra lệnh cho cái tủ lạnh. Làm ơn mở ra đi tủ lạnh. Mở tủ lạnh. Anh thấy không? Ngay cả một chiếc tủ lạnh cũng muốn nhận được sự tôn trọng. Bài học rút ra. Dạ, con chào thầy ạ. Đến xem bói à? Dạ vâng ạ. Ngồi đi. Dạ, tên gì? Dạ Tèo ạ. Tuổi? Dạ 27 ạ. Ái chà, số con là sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thật sao ạ? Nhưng đừng lo, khó khăn nào cũng sẽ qua đi. Dạ vâng ạ. Trừ khi nó không qua. Con tới đây bằng gì đấy? Sao ta không thấy xe? Dạ, con không biết lái xe. Con đi xe buýt ạ. Phải cẩn thận với những chiếc xe buýt. Sao vậy thầy? Chúng sẽ không đợi con nếu con tới trễ.
thầy xem giúp con đường tình duyên với ạ. Con cứ yên tâm, đường tình duyên của con cực kỳ thuận lợi. Thật thế hả thầy? Thật, đường này chỉ có mình con đi thôi, cực kỳ rộng rãi và thuận lợi. Ông làm thầy bói hay lâu rồi? Thằng Tèo, số liên lạc tháng này đâu rồi? Dạ, tháng này thầy chưa phát số ạ. Sao lại thế? Cuối tháng rồi còn gì? Dạ, con cũng không biết ạ. Các em, nộp số liên lạc lại nhá. Em Tèo, lên đây thầy hỏi. Sao chữ ký này trông ngoệt ngoạc thế nhỉ? Dạ, tại bố em bị run tay ạ. Sao lại run tay? Mấy lần trước chữ ký vẫn đều mà. Dạ, tại vì bố thấy điểm của em nên tức run tay ạ. Thế em có bị bố đánh không? Dạ có ạ. Bố em đánh đầu lắm ạ. Thế bố đánh mấy roi? Dạ, 10 roi ạ. Ừ. Anh nghe rõ không ạ? Nghe rất rõ thưa thầy. Tèo, nói chuyện với bố này. Vâng, bố ạ. Mày chuẩn bị tinh thần đi. Học sinh ban tự nhiên. Em cô. Cô ơi. Em này cô. Thầy kiểm tra bài cũ nhá. Em Tèo, lên bảng. Học sinh ban xã hội. Em cô ơi, để em. Cô ơi. Học sinh ban thể dục. Kiểm tra nhá. Kiểm tra này ạ. Các em chuẩn bị làm bài tập nhá. Bài tập này không lấy điểm chính thức, nhưng mà lấy điểm cộng. Bài này làm thế nào nhỉ? Tèo ơi. Số người yêu mày đã từng quen. Thuốc ngủ kỳ lạ. Mời bệnh nhân tiếp theo. Thưa bác sĩ, khu nhà của tôi có rất nhiều chó. Chúng sủa suốt ngày suốt đêm, làm tôi không chợp mắt được chút nào. Đây là loại thuốc ngủ có tác dụng cực kỳ nhanh. Với loại thuốc ngủ này, mọi rắc rối của anh sẽ chấm dứt. Ồ, nghe có vẻ ổn đó. Tôi nghĩ mình biết phải làm gì với nó rồi. 2 ngày sau. Bác sĩ ơi, đơn thuốc của ông thật vô ích. Tôi còn mệt mỏi hơn trước đây nữa. Không thể nào. Sao lại có chuyện như vậy được? Đây là loại thuốc ngủ mạnh nhất hiện có trên thị trường, nhưng tôi vẫn phải thức cả đêm để đuổi theo lũ chó. Ý anh là sao? Thì tôi phải bắt chúng uống thuốc ngủ chứ. Câu chuyện tăm tối mùa Euro. Đủ, Euro năm nay đỉnh vãi rồi. Chuẩn luôn bạn ơi. Thế năm nay bạn có làm tí không? À, tôi thì mỗi cái sổ đỏ thôi. Phải thế chứ. Cái gì cơ? Cái sổ đỏ? Ông bị điên à? Lần này tôi có linh cảm tốt lắm. Hôm qua tôi còn nằm mơ dọn nhà đến Vinhome đấy. Thế ông bạn thì sao? Tôi thì con SH thôi. Có mỗi con SH thôi. Chẳng là gì với cái sổ đỏ của tôi. Thì biết thế. Nhưng mà nếu đợt này thua, tôi phải về ở nhờ nhà mẹ. Còn nếu mà tôi thua ấy, tôi phải về ở với mẹ ông. Lạc vào động đa cấp. Những con người ngồi ở đây đều vô cùng tài năng. Nice. Những người tài năng như chúng ta thì không cần phải làm gì cả. Tiền sẽ tự động đến với chúng ta. Chỉ cần đầu tư 1 tỷ vào hôm nay, bạn sẽ trở thành triệu phú vào ngày mai. Ổn đấy. Chỉ sau 3 tháng, các bạn sẽ trở thành những người giàu nhất trong số những người vô gia cư. Chỉ cần các bạn đến với chúng tôi, tỷ lệ thành công sẽ cao lên đến âm 100 lần. Quả nhiên. Hãy nhắn tin theo cú pháp lùa gà gửi 6969 để tham gia ngay hôm nay. 100 người đăng ký sớm nhất sẽ được phép đầu tư lên đến 10 tỷ. Những người đăng ký sau thì cũng như vậy. Các đồng chí chuẩn bị up vào nhá.